ơi, cái giọng này là chắc bỏ đi đánh bài đánh bạc. Vợ con cái gì mà cờ bạc tối ngày, giờ nay mà cũng còn biết cờ bạc. Khổ ơi là khổ. Đến đây con, đến đây con. Ờ, ba đây. Ôi dầu mộng thôi, đôi nữa sẽ rồi thở ngủ quá rồi. À, gì đây? Trời đất ơi! Hả? Tờ giấy chấm, tờ giấy chấm còn in rành rành những dòng chữ. Kính gửi ông bằng thanh tra mật thám. Trời! Khốn nạn! Khốn nạn! Đúng là Nhung đã đi tố cáo tôi về nhà chức trách. Đúng là Nhung đã phản bội tôi rồi. Trời ơi con ơi, Nhung ơi, sao em nỡ đành đoạn bỏ đi khi con Thu nó mới vừa lên 2 tuổi? Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em? Suốt một đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng chung chẳng xẻ gối. Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau. Nhưng kể từ đây em sẽ ra đi không trở lại nữa rồi. Anh thì sẽ suốt đời mang án, chỉ tội nghiệp con chờ nó đang còn trong tuổi ngây thơ. Còn rồi ai dạy dỗ từng tiêu, ai chăm sóc dỗ về. Khi thiếu tiếng ru em trong giấc ngủ đêm dài, nó sẽ khóc đòi cha hay buồn gì nhớ mẹ. Cha thì đã bị tù đày, còn mẹ thì bỏ đi xa. Thượng đế ơi, sao ông gây chi thảm trạng, để khổ lòng nhau khi chia cách gia đình. Thôi thì đành buông tay cho định số an bài. Sắp vĩnh viễn xa con rồi mà không biết bao giờ mới gặp lại. Con Minh, anh Bằng, chị Liên. Anh Minh, tôi rất đau lòng đến đây để bắt tôi phải không anh? Mình là bạn thân nhau mà nay tôi lại... Không sao, anh cứ làm nhiệm vụ của anh đi. Cô đang buồn là buồn cho những vợ của tôi thôi anh à. Con Thu, con ơi, con hãy nên đi để cho cha có đủ đầy nghị lực mà còn bình tâm nhìn lại đứa con khờ. Sẽ xa cách biết đến bao giờ, trong khổ ải ngục tù, trong kiếp sống lao lung. Anh Minh à, xin anh ráng bình tâm trước thảm trạng xảy ra. Tôi cũng xót xa lòng khi phải đến nơi đây. Anh Bằng, anh đã nhận được bức thư là người anh đã hiểu đuôi đầu. Tôi không chua xót cho phận mình mà chỉ thương hại cho con tôi phải bơ vơ. Anh Minh còn có chúng tôi đây, có thể
được thô tố cáo. Tôi bàng hoàng ngỡ ngẩn, xin anh hãy thứ lỗi cho tôi, vì ngoài tình bạn vẫn còn nhiệm vụ của tôi mà. Thế xin anh hãy cứ làm tròn nhiệm vụ của anh đi. Anh làm tôi vấp bạch hai đường thật sao? Dạ thưa chị, không có ai tố cáo mình chính xác cho bằng chính vợ của mình. Chị Liên ơi, tôi thật với chị, tôi chính thật là tương cúp bạch hải đường. Anh Minh, tôi cúp của giết người để cho vợ tôi có đủ tiền xe xuống nhung lụa, có đủ tiền để bài bạc thâu đêm, rồi trong sa ngã của son phấn bạc tiền, người đàn bà đã sinh lòng phản trắc. Trời ơi, thật tôi không ngờ mà. Tôi không ngờ chị Nhung lại nở tắc tệ như vậy. Phải, anh chị làm sao ngờ được thằng Minh bạn của anh chị lại là một tên tướng cướp sát nhân giết người đoạt của. Cũng như tôi, làm sao tôi có thể ngờ được kẻ đi tố cáo tôi lại chính là vợ của tôi. Chính tôi cũng còn không ngờ tôi có thể trở thành tên tướng cướp bạch hải đường. Mang tâm trạng của kẻ si tình rồi đi sâu vào dòng tội lỗi. Vì từ ngày tôi được phong vương ngự trị trên ngai vàng tình ái, thì tôi là kẻ trắng tay làm sao giữ nổi một lâu đài. Lẽ sông của tình yêu đã đẩy đưa tôi vào nẻo tối của cuộc đời. Ngày cưới Nhung về làm vợ, tôi biết chắc là sẽ đổ vỡ một tình duyên. Anh chị ơi, 30 tuổi đời chưa tàn một cuộc vui, mà nay tôi vội tìm đường vào vòng lao lý. Có thương là thương cho đứa trẻ thơ vô tội, như chim vỡ tổ bờ giờ cuối trời. Vợ chồng tôi xin nuôi cháu bé thay anh trong những tháng năm đền tuổi nơi lao ly. Anh yên lòng vững tâm vì tình thương của vợ chồng tôi để dành cho đứa bé như là ruột thịt. Được như vậy tôi quỳ xuống đây tôi lại đội ơn anh chị. Anh Minh ơi, và giây phút tâm tình tôi đã hiểu lòng anh. Tôi tin rằng người đàn bà kia rồi đây sẽ có ngày ăn năn hối hận. Còn tôi với anh trước sau vẫn là đôi bạn như thuở nào hai đứa chung trường chung lớp bên nhau. Nhưng cái nghiệt là cuộc đời ngang trai trơ trêu, và hiện tại tôi là thanh tra còn anh là tội phạm. Tôi xin phép anh làm bổn phận sau khi mình cùng nhau túc cạn tâm tình. Thưa dân, xin anh cứ tự nhiên. Tôi là tên tướng cúc bạch hải đường, xin đưa hai tay cho anh cầm lại. Chị Liên ơi, đây bé thù con tôi xin gửi lại, nhờ anh chị nuôi giùm cho nó được thành nhân. Anh cứ an lòng, tôi xin hứa là vợ chồng tôi sẽ nuôi dưỡng và thương yêu bé Thu như là con ruột. Dạ, nếu được như vậy thì ơn của anh chị dù cho đến chết tôi cũng không thể nào quên được. Tôi lại anh chị, tôi quỳ xuống đây tôi lại anh chị 100.000 lại. Đây con của tôi, anh chị ôm lấy nó đi. Thu, Thu con ơi, ba đi nghe con, cha con mình nhịn về nhà con. Ai, nín nín, nín đi con đừng khóc mà cha con thêm nát xuống tan lòng. Thu, con, chị Liên, tôi xin chị cho tôi được ẵm con tôi, hôn con tôi một lần sao cho. Con ơi, con hãy nín đi con nín cho cha bớt đau lòng giờ vĩnh biệt.